Việc tầm soát ung thư vú ở phụ nữ hiện nay phần lớn được thực hiện bằng các kỹ thuật như siêu âm vú, chụp X-quang vú hay là chụp cộng hưởng từ vú. Tuy nhiên, phần lớn các kỹ thuật trên chưa thể phát hiện triệt để các khối u ở kích thước nhỏ nhất trong quá trình tầm soát căn bệnh này. Nhưng với kỹ thuật mới là máy siêu âm tự động 3D sẽ khắc phục được các nhược điểm trên. Và đây cũng là thiết bị đầu tiên tại Việt Nam có khả năng tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, có độ chính xác lên tới trên 90%. Và Bệnh viện Quốc tế Vinmec Times City là đơn vị đầu tiên đưa vào sử dụng kỹ thuật này. Phát hiện có bất thường ở vú, bà Trung hôm nay quyết định đi tầm soát lại một lần nữa căn bệnh này. Để yên tâm hơn, bà đã tiến hành tầm soát bằng kỹ thuật 3D. Người già đấy là ung thư vú nhiều, thì hôm nay ở đây có cái kỹ thuật là mới này, thì tôi hôm nay thì tôi đến đây để tôi kiểm tra để cho được yên tâm. Máy chụp vú tự động 3D có tên là Infinia iBus được coi là kỹ thuật hiện đại trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú, sử dụng nhiều ở các nước tiên tiến trên thế giới. Ưu điểm vượt trội của kỹ thuật này là tăng tối đa khả năng quan sát, giúp các mô và khối u trở nên rõ ràng hơn, nâng mức độ phát hiện chính xác các tổn thương bất thường ở phụ nữ có mô vú tuyến đặc lên đến 90%. Có ưu điểm đấy là phát hiện được rất là tốt những cái tổn thương mà trên những cái mô vú dày, trên những cái siêu âm bình thường cũng có thể thấy được, những cái siêu âm bình thường cái đầu dò của nó rất là nhỏ, còn cái này cái diện bao phủ của cái đầu dò nó rất là lớn, và mỗi một cái vú mình cắt ít nhất là 3 tư thế, nên là cái trường hợp mà bỏ sót tổn thương hầu như không có. Nên đấy là cái ưu điểm vượt trội, đặc biệt là trên những cái mà vú mà mô vú đặc thì cái phương pháp này nó lại rất là tối ưu. Hiện tại, phương pháp chụp nhũ ảnh tốt nhất tại Việt Nam có tỷ lệ phát hiện 70%. Riêng với phụ nữ có mô vú tuyến đặc, mức độ chính xác giảm mạnh chỉ còn khoảng 42%. Do đó, với sự hỗ trợ của hệ thống siêu âm 3D là một bước tiến lớn cho công nghệ tầm soát ung thư vú. Phương pháp siêu âm vú 3D cho chúng ta hình ảnh tái tạo mô vú đa diện hơn. Do đó, tiết kiệm thời gian và chi phí cho bệnh nhân rất nhiều. Với kỹ thuật này, khi máy đã quét và nhìn trên ảnh 3D, các bác sĩ có thể phát hiện được những bất thường hay tổn thương nhỏ nhất trong mô vú. Từ đó có thể phát hiện được ung thư vú ở giai đoạn sớm nhất. Đặc biệt, kỹ thuật này không phát tia X-quang. Thời gian thao tác chỉ khoảng 15 phút, nên được coi là một trong những phương pháp tầm soát ung thư vú ưu việt, hiệu quả hàng đầu trên thế giới. Hiện tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú tại Việt Nam đang gia tăng và có xu hướng trẻ hóa xuống dưới lứa tuổi 30. Mỗi năm có khoảng 12.000 ca ung thư vú mắc mới, trong đó có khoảng 4.000 người tử vong.